đầu tiên ra bóng. Số tiếp theo 92. Điểm số thứ 10 dành cho Vũ Thái Ngọc Trình, số 19, 15. Thứ giật 2, số 10. Trận đấu được mong chờ nhất trong buổi sáng ngày hôm nay với người hết sức thông cảm tình huống dậm chân của các vận động viên làm cho máy bóng được bóng tốt từ Vũ Thái Ngọc Trình. Thấy lên ha, tay vừa có tẹt hết luôn. Được trái em đang vâng vâng em đang quay người của em tôi muốn bắt đầu đấy tiếp tục tiếp tục đẹp hai rào hơi dài trước thì số 41 giật bóng hụt. Theo đó là xong con chuẩn bị bánh xe con gì con hơi biết chưa bắt nhịp được với trận đấu. Rất hay. Giao nhiều thấy nó chả gai đó, nhiều thấy nó hấp dịch chả gì nguyên. Rất hay. Khó chịu.
quả chưa từng quả mà mình có trái, đúng không? Mình tìm đường ra chứ không chỉ có mình nhát mình mới mua, đúng không? Mình chỉ đúng không? Rất nhanh, hình như là bóng nhảy lên là đây là bóng bàn các cầu thủ quốc gia thì Đô Lai Hòa mang đến giải đấu thành viên của thứ hạng cao ở ngoài Việt Nam. Hai điểm sợ thôi, kết thúc cái đấu này rồi kết thúc trận đấu cuối cùng. 10 ra. Rất cao mà chưa đóng. Hay lắm đấy. Rất hay. Trận đấu đầu tiên rồi. Đấy là chúng tôi muốn ngoài bên ngoài. Cái quy trình để kết thúc trận đấu đầu tiên.